Vườn Thiền của Việt Trinh. Việt Trinh, nổi tiếng với phim Người đẹp Tây Đô, mất 6 tháng xây vườn thiền 100m², làm nơi lưu dấu kỷ niệm đời phim ảnh. Vườn Thiền của Việt Trinh. Theo nghệ sĩ, khu vườn xây trên mảnh đất 3.000m² của gia đình, bao bọc xung quanh là vườn cây và đất trống. Diễn viên muốn dành không gian làm nơi thư giãn, tĩnh tâm sau những giờ làm việc, đồng thời kỳ vọng biến nơi này thành không gian lưu niệm những ký ức về các bộ phim một thời làm nên tên tuổi Việt Trinh. Người đẹp là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 với các bộ phim như Ngọc trong đá, Xương rồng đen, Người đẹp Tây Đô. Gặp nhiều sóng gió tình cảm và cuộc sống, nghệ sĩ rút khỏi làng giải trí một thời gian. Năm 2010, chị trở lại hoạt động nghệ thuật và thử sức vai trò đạo diễn, hợp tác biên kịch Châu Thổ làm một số phim trong đó có Trở về gồm 3 phần và phim điện ảnh Trót yêu 2015. Hồi tháng 1 năm 2022, Việt Trinh cho biết giải nghệ, rút khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm đóng phim, tập trung chăm sóc con trai. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.